siêu cấp thần ma dược viên hệ thống ta là giáp tài siêu cấp thần ma dược viên hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thiếu gia, thiếu gia, ngài liền về một lát hồn đi. Lão nô biết rõ đường trong lòng ngài khổ, cũng biết đường ngài hối hận không thôi, có thể ngài cũng không thể như thế dày xéo chính mình, muốn bảo trọng thân thể a à thất tiểu thư thật sự là người tốt lần này thu lưu chúng ta càng làm cho chúng ta làm dược phố người làm vườn ngài có thể tuyệt đối đừng oán trách không cần qua tú chu các ngài cũng cần phải tích lũy chút tiền cưới vợ hiện tại lục phủ suy tàn người nhà họ tiền liền từ hôn tiền trưởng quỹ tiền xâm thật không phải cái thứ tốt thiếu gia nhất biểu nhân tài chỉ cần hối cải để làm người mới tại thất tiểu thư trợ giúp dưới không lo lăn lộn không ra nhân dạng không chiếm được nàng dâu cũng không cần lại đi cùng những cái kia bạn bè không tốt lui tới, không cần đánh bạc. Chúng ta lục phủ, cũng là ngài đánh bạc cược không thể, thiếu ra hẳn là cũng đói, lão nô qua tìm ăn. Nhìn lấy từ phòng trước cửa phòng đi ra ngoài, nói liên miên lại nhảy lão bọc, nghe đầy sông vào mũi tức hoa cỏ hương khí, lục tốn trên mặt hết sức phức tạp. Lục tốn, bắc tương thành thứ nhất thủ phủ chủ nhà họ lục tại tiếp nhận lục gia không đủ trong nửa năm, ăn chơi đàng điếm, lưu cầu đấu kê, mặc dù không có khi nam phách nữ, nhưng là hoàn khố nên làm, toàn làm. Không chỉ có làm, mà lại so sở hữu hoàn khố làm đều tốt. Tài sản bị bại quăng, đánh bạc đem lục phủ cho cực không thể. Bắc Tương thành thứ nhất thủ phủ chủ nhà họ lục, bây giờ thành ăn nhờ ở đậu một cái tiểu viên con trai ba ngày trước cùng đường mặt lộ ăn cơm cũng thành vấn đề lục tốn bất đắc dĩ tại đầu nhập vào rất nhiều thân hữu không có kết quả phía dưới cái này tài đầu nhập vào đến thất tỷ trong nhà bụng đói kêu vang lục tốn lại nhìn thấy đầy bàn ngon miệng đồ ăn lúc lại một mệnh ô hô ở ra dám cái này mới thành tự hiện tại lục tốn từ khi mở to mắt tiếp nhận hiện thực về sau, đây là Lục Tốn lần thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng, cảm thụ không giống bình thường Huyễn Linh Đại Lục. Huyễn Linh Đại Lục Dĩ Vũ Vi Tôn. Trong truyền thuyết có Phi Thiên Độn Địa, Di Sơn Đảo Hải Cường Đại Võ Giả có thể hóa hình phi cầm tàu thú thảo mộc tinh quái. Càng có trong truyền thuyết tinh linh thú nhân, cũng có Tây Phương truyền thuyết thần quốc người ta vượt qua không phải thần khí cũng là ngón tay vàng không phải lão gia gia cũng là hoàng đế hoàng tử mà ta lục tốn sắc mặt có chút dữ tợn vừa mới vượt qua liền gánh vác lấy hoàn khố bại gia từ tên tuổi càng là thành không có gì cả kẻ nghèo hàn lão thiên người chơi ta sáu tuổi lúc được đưa vào võ học viện lục tốn chắc thì lúc toàn thân kinh mạch tích tụ không có võ mạch cơ sở liền cơ bản nhất linh khí vận hành cũng không thể hoàn thành huyễn linh đại lục võ đạo tu hành, từ bắt đầu ngày mốt tụ tập linh khí, theo thứ tự là tiên thiên, tam hoa, ngũ khí, vũ hồn, võ đạo kim đan, võ anh, vũ thần, vũ thánh. Mà lục tốn liền cơ bản nhất linh khí vận hành đều làm không được, nhất định cả đời này chỉ có thể là một người bình thường. Người làm vườn, trồng trọt linh dược, qua người mỗ mỗ. Lục tốn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giơ chân lên hung hăng trà đạp vườn trồng trọt bên trong trồng trọt những cái kia hoa cỏ. Đinh, phát hiện sơ cấp dược viên, phải chăng mở ra dung hợp. Cơ giới thanh âm, trong đầu vang lên, lục tốn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy cuồng hỉ. Hệ thống, đây là hệ thống, phát hiện sơ cấp dược viên, phải chăng mở ra dung hợp hệ thống, mở ra. Mở ra lục tốn lúc này tựa như từ một tên ăn mày đột nhiên lắc mình biến hóa thành cửu thiên thần phật loại kia bỗng nhiên mặt đất bỗng nhiên trên trời loại kia kích thích cảm giác lục tốn rốt cục cảm nhận được cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào cũng mặc kệ bốn phía có người hay không lục tốn giống như điên cuồng kêu to có hệ thống nơi tay không quan tâm là tại cái gì thế giới cái mạng này xem như bảo trụ siêu cấp thần ma dược viên hệ thống mở ra, bắt đầu dung hợp, dung hợp 1%. 56% Thật có lỗi, tạm thời vô pháp dung hợp tại hệ thống cơ giới thanh âm bên trong, lục tốn tâm cuồng loạn. Siêu cấp dược viên hệ thống, nghe xong tên liền không tầm thường. Tại lục tốn đầy đầu tưởng tượng lấy, chính mình hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có hào hùng thời điểm, tại lục tốn tưởng tượng lấy, quyền đả cái thế giới này trí cao chi thần, cước thích cái thế giới này ma vương đứng đầu thời điểm, đang bắt đầu ảo tưởng, trái ôm phải ấp, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi thời điểm, hệ thống dung hợp thất bại. Đây là làm cái quỷ gì? Lục tốn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khi dễ tân nhân không biết đường sao thế. Tiểu thuyết lục tốn có thể xem không ít, trong sách nhân vật chính có được hệ thống về sau, cái nào không phải trong nháy mắt dung hợp hoàn thành. Cái nào không phải thời gian ngắn liền có nổ banh trời thực lực. Vì cái gì đến nơi này của ta, dung hợp liền thất bại, Lục Tốn tràn đầy thất vọng, đây mới là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đầy đầu vô số ảo tưởng, giờ khắc này ầm vang vỡ vụn. Bởi vì chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, vô pháp đạt tới mức thấp nhất độ dung hợp điều kiện, cơ giới thanh âm trả lời Lục Tốn. Đẳng cấp quá thấp lão tử đẳng cấp cao còn muốn ngươi lục tốn nộ cái này đơn thuần là khi dễ tân nhân trong sách nhân vật chính cái nào đạt được hệ thống thời điểm là một cao thủ không phải phế vật cũng là người bình thường không có đầu chút thực lực cái kia hỏi ngươi là cái gì hệ thống hệ thống danh là siêu cấp thần ma dược viên hệ thống tên như ý nghĩa hệ thống có thể trồng trò thần ma có thể trồng trò thần ma lục tốn đầu có chút chuyển không đến chỗ ngoặt cẩn thận hỏi thần ma là trồng trọt đi ra dĩ nhiên không phải siêu cấp thần ma dược viên trên lý luận cái gì đều có thể trồng trọt chư thiên vạn giới mãn thiên thần phật chỉ cần có những thần ma này thân thể bất luận một loại nào đồ vật như sợi tóc tia cắt xuống móng ngón tay y phục hoặc là y phục toái phiến binh khí chỉ cần là có cùng cái này thần ma có quan hệ đồ vật đều có thể coi như hạt giống tại siêu cấp thần ma dược viên bên trong đều có thể trồng trọt ra cái này thần ma lục tốn chừng lớn hai mắt tâm lý phiên giang đảo hải cái này quá cường đại quả thực là cường đại đến nghịch thiên như vậy thuyết giống ngộ không trấn nguyên tử tam thanh lão tổ như lai phật tổ chỉ cần có cùng bọn hắn tương quan đồ vật đều có thể trồng trọt Lục tốn trong đầu xuất hiện một cảnh tượng về sau chính mình tại đại lục này hành tàu, đằng sau đi theo một đống lớn thần tiên tiểu đệ, đó là cỡ nào phong cách. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đạt tới trồng trọt điều kiện, hồng quân bàn cổ đều có thể trồng trọt đi ra. Hệ thống ném ra ngoài một cái càng lớn mồi nhử, lục tốn cũng là to gan, cũng không dám muốn hồng quân lão tổ cùng bàn cổ đại thần. Bởi vì bọn hắn đẳng cấp quá cao thế nhưng là ta muốn ở đâu tìm kiếm cùng bọn hắn tương quan đồ vật ta bây giờ còn đang dị thế giới đâu coi như ta tại bọn họ thế giới kia bằng vào ta thực lực bây giờ khác thuyết cắt xuống móng ngón tay người ta đi tiểu ta cũng không thể bản sự đạt được lục tốn đột nhiên nhớ tới một cái không bình thường hiện thực sự tình này chính là mình hiện tại là một cái liền hệ thống đều không thể dung hợp tiểu đi nói trắng ra một điểm, cũng là liền hệ thống đều khinh bỉ phế vật. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, tại Chư Thiên Vạn Giới, vô luận là này cái thế giới, chỉ cần có thể để cho người ta để mắt thần ma, bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít tương quan liên đồ vật. Tại hệ thống bên trong trở thành hạt giống, bất quá chỉ có chờ ngươi thực lực cường đại, hoàn thành một số nhiệm vụ mới có thể có đến thực lực càng thêm cường đại thần ma hạt giống mà ngươi mỗi loại thực ra tới một cái thần ma, không chỉ có thể có được bọn họ bản lĩnh cùng công pháp, có có thể được tương ứng khen thưởng. Xét thấy ngươi bây giờ vô pháp cùng hệ thống dung hợp, hiện tại phải trăng quan bế hệ thống. Lục tốn giật mình, thật vất vả xuất hiện hệ thống, thiên biết mình lúc nào tài năng đạt tới dung hợp điều kiện. Nếu là bởi vì vô pháp đạt tới dung hợp điều kiện, hệ thống về sau không còn xuất hiện, chính mình tìm ai khóc đi. Cái kia, hắc hắc, hệ thống ta muốn hỏi một câu ta như thế nào mới có thể cùng hệ thống dung hợp. Cái này mới là quan trọng, cường đại như vậy hệ thống, nếu là cả đời này đều không thể dung hợp, chẳng phải là uổng công cả đời này. Chỉ có hệ thống cho ra cụ thể phương pháp, liền xem như không thèm đếm xỉa mệnh, cũng phải đi hoàn thành. Chờ đến ngươi thành vì cái thế giới này đến hậu thiên vũ giả, liền có thể cùng hệ thống dung hợp bất quá, còn có một loại phương pháp, chỉ là loại phương pháp này, có chút mạo hiểm. Lục tốn tinh thần chấn động. Phương pháp gì, trở thành hậu thiên vũ giả, tại lục tốn nơi này, gần như không có khả năng hoàn thành. Lục tốn thể nội kinh mạch cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn, liền cơ bản nhất linh khí vận hành, đều khó có khả năng hoàn thành, sao có thể trở thành hậu thiên vũ siêu cấp thần ma dược viên hệ thống ta là giáp tài dược phố lý trưởng gia hồ lô. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Lão Thiên, ta đối với ngươi cảm tình thật rất lợi hại phức tạp. Lục Tốn vẫn là không nhịn được hướng về phía bầu trời, giơ ngón tay giữa lên, ngẫm lại vẫn là không có mắng ra miệng. Thiếu ra, cơm đến, thất tiểu thư tự mình hạ lệnh làm. Tốt nhiều thịt đâu? lão bộc lục khang thanh âm truyền đến lục tốn bỗng nhiên giật mình trồng trọt hồ lô oa chỉ có một tháng thời gian hơn nữa còn là giữa mùa đông thời gian cấp bách vẫn là trước loại tốt hồ lô tử lại thuyết mắt nhìn cùng phổ thông hồ lô tử không có cái gì hai loại hồ lô oa hạt giống lục tốn tâm lý lén lút tự nhủ này làm sao nhìn đều là phổ thông hồ lô tử thật có thể trồng trọt ra hồ lô oa đến trách không được xác suất thành công chỉ có 58%, không phải là hàng giả đi. Mặc kệ tốt xấu hạt giống đều trong tay, sống hay chết, đã không phải do ta, cách đó không xa, lục khang thân ảnh, chậm rãi tới gần, một cỗ mùi cơm chín nhào vào hơi thở. Lục tốn cố nén ăn cơm dục vọng, một đầu đâm vào dược phố bên trong. Ai nhà, thiếu gia bưng cơm đến lục khang kém chút không thể đem trong tay đồ ăn dọa cho ném đây chính là thất tiểu thư dược phố trồng trọt đều là linh dược thiếu gia ngài không phải là muốn đào bán lấy tiền đi thiếu gia nhà mình lục khang thế nhưng là rất lợi hại hiểu biết đừng nhìn người không bình thường nhỏ gầy lá gan thế nhưng là có thể bao thiên đã từng cùng người khác đánh bạc cược đỏ mắt một hơi liền đem giá trị vạn kim tám ngàn mẫu ruộng tốt cho áp lên Kết quả thua về sau, lại đem hơn 30 cửa hàng xem như tiền đặt cược, lại thua về sau, còn không biến mất, đem Lục phủ lại cho áp lên, về phần kết quả, một lần kia đánh bạc về sau. Lục Tốn liền lưu lạc thành hôm nay cấp độ. Chẳng lẽ là hôm nay cực nghiện lại phạm muốn trộm thất tiểu thư Linh dược qua bán. Đây là có vạn phần khả năng. Lục Khang hoảng sợ đến cơ hồ khóc thiếu gia a à, những linh dược này là không đáng tiền, ngài có thể tuyệt đối đừng đào xuống mặt noãn ngọc. Những cái kia noãn ngọc thế nhưng là giá trị liên thành, chúng ta không thường nổi. Ngồi xổm ở dược phố bên trong lục tốn, trong lòng hơi động, trên mặt cuồng hỉ. Trách không được nơi này linh dược dáng dấp như thế tràn đầy, không sợ hàn phong, nguyên lai phía dưới này có noãn ngọc. Thật sự là trời cũng giúp ta. Noãn ngọc có thể phát ra ấm áp nhiệt độ, lục tốn vươn tay sờ sờ đất đai, thật đúng là ấm áp vừa phải. Đây chính là có thể so với lều lớn, không, so lều lớn hiệu quả còn tốt hơn nghìn lần. Hồ lô tử ở chỗ này, nhất định có thể sinh trưởng nảy mầm. Lục Khang tại bên cạnh nhìn hãi hùng khiếp vía, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy bạt tay. Chính mình đây là đang khuyên can, vẫn là tại mê hoặc. Noãn ngọc chuyện này là ngàn vạn không thể thuyết có thể là mình thuyết thiếu gia tự hồ thật cao hứng ngồi xổm ở nơi đó không động đậy chẳng lẽ là đang đào noãn ngọc thiếu gia a à, thất tiểu thư thật vất vả ngoài vòng pháp luật khai ân thu nhận chúng ta ngài ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ lục khang thanh âm truyền vào lục tốn trong lỗ tay lục tốn đã cảm động lại cảm thấy buồn cười vỗ vỗ tay đứng lên Khang bá, ngài nói gì thế, ta chỉ là nhìn xem những dược liệu này mà thôi." Ba chân bốn cẳng, Lục Tốn đi đến Lục Khang bên người, cũng mặc kệ những cái kia bị hắn dẫm lên linh dược, vươn tay tiếp nhận Lục Khang trong tay thực vật, ăn ngấu nghiến. Tại Lục Khang kinh ngạc ánh mắt bên trong, tam bát cơm, bốn mâm đồ ăn, bất quá chớp mắt nhi công phu, chỉ thấy đáy nhi. "Thiếu gia, nơi này còn có ta cơm đây, Lục Khang thưa dạ thuyết nói." Lục Tốn không có trả lời, đánh mấy cái ợ no nê, quơ lấy trước cửa hai cái thùng gỗ lớn, khiêng một cây đòn gánh, bay vượt qua chạy xa. Khang bá, người lại đi tìm chút ăn, ta qua gánh nước tưới linh dược, xa xa, Lục Tốn thanh âm, mơ hồ khó mà phân biệt. Lục Khang mắt trợn tròn. Nơi này có giếng nước. Một mực đến nửa đêm mười phần, tại Lục Khang lo lắng ánh mắt bên trong, Lục Tốn chọn hai cái thùng gỗ trở về. Lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch tựa như đến bệnh nặng một dạng, trên thân còn bốc lên khói trắng. Lục Khang giật mình, đi lên trước liền muốn nhận lấy. Lục Tốn giống như có lẽ đã thần trí không rõ, nỗ lực đẩy ra Lục Khang, đem gánh buông xuống, nhấc lên trong đó một cái thùng nước, trong thùng nước đến nước, chỉ có thể miễn cưỡng che lại nhọn thùng cơ sở một cái khác thùng mất đi trung tâm lực đổ vào lục tốn bên cạnh chân chảy ra đáng thương một thanh nước tới cố hết sức đem trong tay thùng nâng lên dược phố bên trong lại ăn lực đem này không nhiều nước ngược lại đang gieo trồng hồ lô từ địa phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười một đầu mới ngã xuống đất hồ lô uống nước đây là lục tốn ngả xuống đất trước duy nhất một câu mơ hồ lời nói vốn cho rằng bị mệt mỏi giống như chó chết lục tốn ngày thứ hai nhất định sẽ ngủ đến mặt trời lên cao ai ngờ lục khang khi tỉnh dậy lục tốn đã sớm không thấy tăm hơi trước cửa này hai cái thùng gỗ lớn cũng không thấy tại vừa mới bắt đầu ngày mới hát thời điểm lục tốn lần nữa trở về vẫn là cây kia đòn gánh này hai cái thùng gỗ lần này trong thùng nước so với một lần trước nhiều không ít Lần này vốn cho rằng Lục Tốn hẳn là chịu không nổi, bà vai đều đã mài đến máu thịt be bét, lấy Lục Tốn tính tình, hẳn là dừng lại. Ai ngờ, tiếp xuống thất ngày thời gian, Lục Tốn mỗi ngày đều là như thế, sớm rời giường, nếm qua Lục Khang đầu một ngày trong đêm chuẩn bị kỹ càng thực vật, chọn thùng liền không thấy tam hơi. Mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối mới trở về lục khang một mực không hiểu lục tốn tại sao phải làm như thế mãi cho đến ngày thứ bảy lục khang phát hiện một số không bình thường tại một mẫu vuông dược phố bên trong một gốc dáng dấp vừa thô lại lớn mạnh hồ lô đằng phóng lên tận trời kết nối lấy dược phô bên cạnh giả sơn xanh um tươi tốt tại dây leo uốn lượn bên trong bảy cái nhan sắc không một hồ lô kích cỡ mười phần lớn tản ra mịt mờ quang mang lục tốn mấy ngày nay dị thường, cũng gây nên tôn phủ chú ý. Một ngày này lúc xế chiều, Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, tôn phủ thực tế người cầm quyền, tôn lão phu nhân. Cũng chính là lục tốn thất tỷ thiếp thân nhà hoàn tiết nhi cô nương, lục tốn tại tiếp quản dược phố trước đó người làm vườn, nhìn thấy lục tốn tiến vào dược phố về sau. Ngay tại dược phố bên cạnh trước của phòng, chờ chạm đất kém mà lại đi theo tiết nhi cô nương bên người còn có mười mấy người đại hán đứng ở trước cửa hung thần ác sát lục tốn ngươi dừng lại nhìn thấy tưới xong thủy lục kém nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút liền đó là mấy cái hung thần ác sát đại hán đều coi thường tiết nhi cô nương duỗi da trắng như tiết tay nhỏ ngăn lại vừa muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi lục tốn lục tốn mấy ngày nay tâm tình mười phần vui vẻ hồ lô oa hạt giống mọc dễ nảy mầm dáng dấp mười phần khỏe mạnh mà lại kết xuất bảy cái hồ lô từng cái đều rất lớn liền như là đứa trẻ lên ba lớn nhỏ hồ lô chỉ cần vỡ ra sinh ra hồ lô oa đến chính mình liền có thể cùng hệ thống dung hợp thành là chân chính chủ ký sinh quan trọng hơn là bên cạnh mình về sau liền có bảy cái tay chân hồ lô oa cường đại, nhìn phim hoạt hình liền biết rõ nói, đây chính là có thể cùng yêu quái đấu pháp tồn tại. Tiết nhi cô nương hắn cũng nhìn thấy, này mười mấy người đại hắn, lục tốn cũng nhìn thấy. Lục tốn tâm lý dù sao cũng hơi tâm hỏng, cho nên giả bộ như không nhìn thấy. Tiết nhi cô nương làm tôn lão phu nhân thiếp thân nha hoàn, luôn luôn mười phần ương ngạnh, liền xem như tôn phủ một số trực hệ tử đệ, nhìn thấy nàng cũng phải đi vòng lục tốn cũng không biết cái này tại tôn phủ danh tiếng cũng không thế nào tốt nha hoàn tới nơi này làm gì lúc đầu coi là có thể tiến vào chính mình phòng ốc ai ngờ đến tiết nhi vậy mà ngăn lại hắn chuyện gì không biết lớn nhỏ nhìn lấy ta chán nản liền dễ khi dễ sao thế làm sao thuyết ta cũng là các ngươi phu nhân đệ đệ kêu một tiếng tiểu lão gia ngươi ăn thiệt thòi a à. Lục tốn giả bộ như một bộ, lão gia bộ dáng cao cao tại thượng giọng điệu, mười phần buồn cười. Một thân đều ấn ra bạch tẩy rửa quần áo, một thân mùi mồ hôi bẩn, còn có này lộn xộn tóc, đen nhánh khuôn mặt, thấy thế nào đều không giống một cái lão gia. Nếu không phải tiết nhi nhận được hắn dáng người, lục tốn đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng khó mà phân biệt, cái này cũng là bắc tương thành đệ nhất hoàn khố đừng làm bộ dạng này ta đến hỏi ngươi hồ lô kia là chuyện gì xảy ra tiết nhi căn bản cũng không ăn hắn một bộ này làm tôn phủ đại phu nhân tôn phủ thực tế người cầm quyền bên người hồng nhân cho dù là trước mắt người này là mình phu nhân thân đệ đệ tiết nhi một dạng không nể mặt mũi coi như lục phủ hiện tại vẫn là bắc tương thành thủ phủ tiết nhi một dạng không để trong mắt càng không nói đến hiện tại lục tốn hồ lô cái gì hồ lô? Người hỏi ta, lục tốn chỉ mình cái mũi, mười phần khó chịu về thuyết nói. Hảo hảo mà dược phố bên trong, mọc ra hồ lô, lão tử còn muốn biết rõ đường chuyện gì xảy ra đâu, may mà lão tử coi là đây là thất tỷ chuyên môn trồng trọt. Ta còn ngàn dặm xa xưa từ ngoài 30 dặm mỗi ngày gánh nước tưới nước, người hôm nay trái lại hỏi lão tử, tuyết nhi trợn mắt hốc mồm, này mười mấy người đại hán, cũng trợn mắt hốc mồm dược phố bên trong có thể mọc ra hồ lô cái này lừa gạt quỷ đâu đánh chết tuyết nhi cũng không tin cái này hồ lô cùng lục tốn không quan hệ người thật không biết đường tuyết nhi bán tín bán nghi gia hỏa này không phải một người tốt nói chuyện trăm phần trăm không thể tin nhưng là lúc này tuyết nhi vẫn là không nhịn được hỏi thuyết không biết, cũng là không biết, ngươi còn có thể sao thế, lục tốn mười phần lưu manh, đưa cổ, uốn éo cái mông, chậm rãi đem thân thể, mò về tuyết nhi. Tuyết nhi ghét bỏ che mũi, tuần tự lui mấy bước. Vậy thì tốt ta cái này đến hỏi phu nhân, nhìn nàng một cái làm sao thuyết, quay đầu liền cho ngươi xúc. Gia hỏa này cả ngày tìm hoa vấn liễu, trên thân nhiễm không ít mấy thứ bẩn thỉu tiết nhi bản năng liền muốn chạy trốn, một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Cái gì? Xúc, nhìn lấy tiết nhi đi xa bóng lưng, lục tốn tâm lý có chút bất an. Siêu cấp thần ma dược viên hệ thống ta là giáp tài 7 tỷ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, lục tốn còn chưa tới nghênh đón phu nhân lo lắng trong khi chờ đợi một mực không có cái gì động tĩnh một mực chịu đựng được đến lúc đêm khuya lục tốn nhịn không được tài trở lại trong phòng ngủ tại ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm cửa tiểu viện truyền đến tuyết nhi thanh âm ngay sau đó một trận tiếng mở cửa âm lần nữa truyền đến lục tốn biết rõ nói đây là khang bá mở cửa sân thất tiểu thư theo tiếng mở cửa âm lục khang an âm thanh cũng truyền vào tới lục tốn không dám trì hoãn, vội vàng không mặc y phục, lung tung mặc lên giày, kéo cửa phòng ra liền chạy ra khỏi qua. Trong sân, cũng chỉ có một đầu dung nạp tam người sóng vai đứng đấy đường nhỏ, địa phương còn lại, đều cải tạo thành vườn trồng trót. Tại đầu này không bao quát trên đường nhỏ, thất tiểu thư đánh giá dược phố, không có cái gì biểu lộ. Tại thất tiểu thư sau lưng, làm theo đứng đấy tám vị trung niên cùng thanh niên, cách ăn mặc không giống nhau có thư sinh cách ăn mặc có võ giả cách ăn mặc mà tiết nhi thì là hai tay đỡ lấy thất tiểu thư hai mắt hàm sát nhìn lấy dược phố bên trong cây kia hồ lô đằng thất tỷ nhìn thấy thất tiểu thư cũng ngay tại lúc này tôn phủ thực tế người cầm lái tôn phu nhân lục tốn có chút sợ sệt tại trong ấn tượng chính mình thất tỷ hẳn là dung mạo không phải là hiện tại lão phu nhân bộ dáng lập tức, lục tốn kịp phản ứng, cỗ thân thể này một lần cuối cùng nhìn thấy tôn phu nhân, cũng là tại 11 năm trước. Lục phủ lục lão viên ngoại, già mới có con, tại bảy mươi mấy tuổi thời điểm, tài sinh hạ lục tốn, mà lục tốn thất người tỷ tỷ, lớn tuổi nhất đã 66 tuổi, trước mắt cái này thất tỷ lúc này cũng đã 58 tuổi. Tại trong trí nhớ, lục tốn từ xuất sinh vẫn đợi tại tôn phủ, bị chính mình thất tỷ một mực chiếu cố đến năm tuổi mới rời khỏi phía trước 6 người tỷ tỷ tại lục tốn 16 năm sinh mệnh, căn bản cũng không có ấn tượng, dung mạo ra sao cũng không biết nói. Nhưng Duy chỉ có đối cái này thất tỷ ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ có thất tỷ cùng lục tốn nhà tại cùng một thành trì, này 5 năm chiếu cố, cũng làm cho lục tốn đối trước mắt cái này thất tỷ, có một loại đặc biệt cảm tình. Giống như nhu mục đích còn có một loại kính sợ lục tốn, ngươi thật sự là thật can đảm, hảo hảo mà dược phố liền bị ngươi như thế cho trà đáp. Nhìn thấy lục tốn, tại tôn phu nhân sau lưng, một năm có 36-37 tuổi, dâu quai nón tráng hán, chỉ lục tốn, ánh mắt bất thiện. Tôn chữ, ngươi mới là thật can đảm, đây là cữu cữu ngươi. Tôn chữ vừa mới giống một cuống họng, lúc đầu vừa mới nhấc chân lên tôn phu nhân, say người, bỗng nhiên cho tôn chữ một cái bạo lật, hung hăng trừng trừng mát, còn có các ngươi còn không cho cậu chào tôn phu nhân chừng còn lại mấy cái cái trung niên ngôn ngữ bất thiện tại lục tốn hơi kinh ngạc trong ánh mắt tám đại hán đồng loạt quỳ xuống một chỗ được một cái đại lễ gặp qua cậu tám người ngôn ngữ mười phần chỉnh tề tựa như là tập diễn vô số lần một dạng đứng lên đi lục tốn thân thể một mực ra vẻ uy nghiêm Lục Tốn không thể không bội phục chính mình lão tử, tại 70 tuổi thời điểm, còn có năng lực sinh nhi tử. Mà Lục Tốn lớn nhất tiểu tỷ tỷ, cũng chính là trước mắt thất tỷ, cũng so Lục Tốn đại 42 tuổi. Lục Tốn bội phục hơn, Lục Lão Viên ngoại đặt tên phương thức, thất người tỷ tỷ tên rất có vận vị. Thiên Kiều Bách Mị, muôn hồng nghìn tía, đáng tiếc cái cuối cùng màu đỏ không có bị dùng tới. Thất tỷ tên, tự Lục Yên mà trước mắt cái này tám cái cháu ngoại, tên càng thú vị. Vinh hoa phú quý, phúc thọ khang ninh, mà vừa tài chỉ lục tốn giống lớn cái kia, cũng là tám cái cháu ngoại bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, cũng có 35 tuổi. Lớn nhất cháu ngoại lục vinh, lúc này đã 42 tuổi. Càng làm cho lục tốn cảm thấy kinh ngạc là cái này tám cái cháu ngoại tướng mạo không có một cái nào tương tự, có cao có thấp, có gầy có béo, cao có 2 mét tiếp cận, thấp chỉ 1 mét 5 béo không sai biệt lắm phải có 300 cân. Mà gầy, tựa như một cái ma can giống như. Lục tốn tâm lý gọi thẳng cái này tám cái cháu ngoại, có phải hay không thân sinh? Trước mắt hắc ảnh lóe lên, lục yên chạy tới lục tốn trước mặt. Mắt lộ ra từ thiện, vươn tay cho lục tốn lần lượt từng cái cài nút áo lại, cúi người, đem trên chân giày, cho điều chỉnh xong. Mặt giúp đỡ lục tốn lật qua cổ áo, phủ phủ y phục trên người nếp may. Tiết Nhi, tiểu lão ra y phục làm tốt sao? Không làm tốt liền thúc thúc dục. Lục tốn y phục tuy nhiên hoa lệ, nhưng là mấy ngày nay, bởi vì gánh nước, cũng không có thay đi giặt, sớm đã bị mồ hôi cho thẩm thấu không biết bao nhiêu lần. Trên quần áo xuất hiện rất nhiều màu trắng vệt nước. Vừa tài lục tốn vội vàng chạy đến, liền giày đều mặc phản. Làm tốt hết thầy, lục yên cái này tài thỏa mãn lui lại một bước, dò xét lục tốn vài lần. Tiểu Tốn, ngươi không nên trách Thất Tỷ, ngươi cũng quá không hiểu sự tình. Chờ ngươi lớn lên hiểu chuyện, Thất Tỷ liền vì ngươi mua sắm chút gia nghiệp, tìm con dâu, hảo hảo sinh hoạt, không cần hồ nháo xuống dưới. Lục Tốn trong lòng ấm áp tại trong trí nhớ, bởi vì gia nghiệp bại quang, Lục Tốn đi theo Lục Khang tìm nơi nương tựa, còn lại sáu người tỷ tỷ không khỏi là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, liền mặt đều không thấy được chỉ có thất tỷ cho sáu lần bạc mặc dù không có lộ diện nhưng cuối cùng vẫn là thu nhận chính mình không có cho lục tốn không buồn không lo sinh hoạt ngược lại làm cho lục tốn làm lên người làm vườn chiếu cố dược phố lúc này lục tốn tài hiểu được lục yên không phải không hỏi đến lục tốn sự tình mà chính là muốn giết giết lục tốn tính tình chiếu cố dược phố chỉ có thân tín mới có thể làm dược phố liên quan đến một cái gia tộc khỏe mạnh sinh tử, tiến độ tu luyện đề bạt, hơi làm một số thủ đoạn, đều sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất. Ta biết rõ đường thất tỷ ta sẽ cố gắng. Lục tốn nhu thuận gật gật đầu, lục yên như thế đãi hắn, hắn lục tốn há có thể để lục yên thất vọng. Chỉ cần có thể dung hợp hệ thống, lục tốn tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể nhất phi trùng thiên nghe tuyết nhi thuyết dược phố bên trong mọc ra hồ lô ta đến xem dược phố bên trong sao có thể mọc ra hồ lô đâu lục yên nhìn xem này cự đại hồ lô dây leo con mắt co rụt lại lập tức khôi phục bình thường phu nhân lục tiểu lão ra đây không phải hồ nháo hảo hảo mà vườn đều hủy ngài nhìn xem hồ lô đằng bốn phía linh dược đều đã lão hóa tuyết nhi rất là tức giận đi đến dược phố bên cạnh chỉ hồ lô đằng rất là ủy khuất trước kia dược phố bị ta chiếu cố thời điểm linh dược dài tốt bao nhiêu cái này tài bảy ngày liền thành cái dạng này nương nếu không liền xúc đi không muốn hủy cái này một vườn linh dược tôn khang dáng dấp tối cao lại giống một cái ma can giống như mười phần gầy gò cầm trong tay một chương sẻng làm bộ liền muốn qua xúc một bên tôn chữ trong tay cũng cầm một chương sẻng theo sát tại tôn khang sau lưng mà lão ngũ tôn phúc càng là một kẻ hung ác trong tay dẫn theo một thanh xài đao lục tốn căng thẳng trong lòng nhìn chằm chằm lục yên một bên tuyết nhi mười phần đắc ý tựa hồ tại nói tiểu tử nói cho ngươi xúc liền cho ngươi xúc lục khang một bộ không rõ nội tình ở một bên quan sát tám cái cháu ngoại thái độ lạ thường nhất trí đều muốn đi đem hồ lô đằng cho xúc tư thế Lục Yên cũng nhìn chăm chú Lục Tốn, hồi lâu, gật gật đầu. Khởi công, tôn khang nhất là tích cực, người khác cao chân dài, đi tựa như một cây thân tre, chỉ một thoáng, liền đến hồ lô đằng phía dưới. Ta xem ai dám xúc, lục tốn trong lòng quính lên, sải bước đi đến hồ lô đằng phía dưới, đưa tay túm lấy tôn khang trong tay sẻng, lung tung múa, Người nào muốn xúc ca này hồ lô đằng, trước hết xúc ta đi, tám cái cháu ngoại sững sờ, nhao nhao ngừng lại trong tay động tác. Trò cười, người thiếu niên trước mắt này tuổi tác tuy nhỏ, bối phận lại cao, là mình bắt huynh đệ thân mẫu cậu. Cậu lo vòng ngoài sinh, đó là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, thế nhưng là cháu ngoại đánh cậu, người nào có can đảm đó đây? Thiếu gia, Lục Khang giật mình, nhìn lấy tay cầm sẻng, giống bao che cho con một dạng che chở hồ lô đằng lục tốn, mười phần lo lắng. Phu nhân, cái này hồ lô đằng nhất định phải xúc bằng không, cái này một vườn linh dược, liền còn thừa không nhiều, tiết nhi một mặt đáng thương tướng, đau khổ cầu khẩn. Nương, vinh hoa phú quý bát huynh đệ, cũng đồng loạt đem mặt chuyển hướng lục yên cái này hồ lô là ngươi loại lục yên lúc này trong mắt đã không có hiền lành sắc mặt hết sức nghiêm túc là ta loại lục tốn lúc này cũng không thèm đếm xỉa đây là hệ thống cho một cái duy nhất thời cơ coi như lục tốn chính mình tử cũng không thể để hồ lô đằng lão hóa ngươi tại sao phải loại hồ lô lục yên nhếch miệng lên một vòng bí ẩn mỉm cười lục tốn trước kia tuy nhiên hoàn khố lại chưa từng có như thế che chở một vật nếu là lục phủ có thể bị lục tốn như thế che chở, lục tốn tuyệt sẽ không lưu lạc thành bây giờ bộ dáng. Thất tỷ, người muốn không tin ta. Lục tốn không có trực tiếp trả lời, mà chính là song mắt thấy lục yên, mười phần nghiêm túc. Lục yên sững sờ, hồi lâu mới nói. Tại sao phải hỏi như vậy, thất tỷ chỉ cần trả lời ta là được rồi. Lục tốn biết rõ nói, chỉ có thuyết phục người trước mắt, hồ lô đằng tài năng bảo trụ mà muốn lục yên gật đầu nhất định phải đánh cảm tình bài trừ này lục tốn thật không biết nên làm sao thuyết mới có thể để cho lục yên tin tưởng mình tốt a à, người thuyết thuyết để ta tin tưởng ngươi lý do lục yên trầm mặc hồi lâu tài thuyết nói phù nhân ngài tuyệt đối không nên tin tưởng hắn hắn là ai toàn bộ bắc tương thành đều biết đường những linh dược này thế nhưng là chúng ta tôn phủ mệnh căn tử a à tiết nhi gấp trực tiếp quỳ dạp xuống đất đau khổ cầu khẩn lục yên bất phi sở động mà chính là chăm chú nhìn lục tốn con mát ta thuyết cái này hồ lô đằng là ta mệnh căn tử ta có thể mạnh lên duy nhất hy vọng thất tỷ tin sao lục yên nhắm mắt lại có chút trầm mặc bầu không khí trong nháy mắt có chút kiềm chế hồ lô sự tình ai cũng không cho phép nói ra người vi phạm giết không tha Lục tốn, thất tỷ liền tin tưởng ngươi một lần, nếu là ngươi nói là thật cái này một vườn linh dược hủy lại có làm sao? Chúng ta đi, lục yên đi, lục tốn lại như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn lấy lục yên bóng lưng, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một câu. Nếu là ngươi nói là thật cái này một vườn linh dược hủy lại có làm sao? Này lộ ra vui mừng con mắt tại lục tốn trong đầu thật lâu không rời. Bất quá, tiết nhi này ý vị thâm trường ánh mắt, để lục tốn cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Siêu cấp thần ma dược viên hệ thống ta là giáp tài hồ lô đằng lão hóa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Sau đó thời gian, lục tốn sinh hoạt, khôi phục lại bình tĩnh sáng sớm dẫn theo thùng đi ra ngoài ban đêm chọn hai cái thùng trở về theo thời gian chuyển rời lục tốn gánh nước sử dụng thời gian càng lúc càng ngắn gần nhất mấy lần bất quá buổi chiều thái dương còn rất cao thời điểm liền chọn hai cái thùng trở về mà lại trong thùng nước cũng so dĩ vãng nhiều mỗi một cái trong thùng đều có một phần ba nước cái này vừa vặn có thể tưới nước hồ lô đằng, hồ lô đằng tại lục tốn che chở dưới, càng dài Việt lớn mạnh, dễ cây càng ngày Việt thô. Chỉ là hồ lô, không có dài lớn hơn bao nhiêu, không cẩn thận ước lượng, thật đúng là nhìn không ra. Để lục tốn lo lắng là, phim hoạt hình bên trong, hồ lô còn chưa tới xuất sinh thời gian, liền có thể nói chuyện, còn có thể chính mình động, tựa như là thai động một dạng, có sinh mệnh phản ứng nhưng là cái này mắt thấy còn chỉ có ba ngày thời gian hệ thống chỗ ước định thời gian liền đến kỳ hồ lô trên kệ bảy cái hồ lô trừ tản ra mịt mờ quang chi bên ngoài căn bản cũng không có động tĩnh hôm nay lục tốn tưới xong nước không có trực tiếp vào nhà mà chính là nhìn lấy bảy cái hồ lô mặt mũi tràn đầy lo lắng một tháng thời gian liền xem như phổ thông hồ lô cũng không thể lại trưởng thành thành thục càng không muốn thuyết hồ lô oa loại này tiên linh chi vật bất quá nhớ tới hệ thống cho thời gian, lục tốn tâm lý suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là không có vấn đề. Hệ thống có thể đưa ra một tháng thời gian, nói rõ một tháng thời gian, đầy đủ hồ lô oan nảy mầm trưởng thành đến xuất sinh. Mình cùng hệ thống không oán không cừu, hệ thống tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hại chính mình. Là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất, vẫn là thuyết trồng trọt đi ra, cũng không nhất định đại biểu cho thành công khó đường cái này bảy cái hồ lô oa là tử thai. Lục tốn khoảng chừng ngẫm lại, trồng trọt hồ lô tử, đến tưới nước chính mình căn bản cũng không có lười biếng, cũng không có bất kỳ cái gì sơ sẩy. Duy nhất khả năng, cũng là hồ lô trồng trọt đi ra, đại biểu cho này 58% xác suất thành công, mà không thể sinh ra hồ lô oa, lại tại này 42% bên trong hồ lô oa, hồ lô oa, tuyệt đối không nên ra cái gì yêu thiêu thân, mau mau xuất sinh đi, lục tốn nhẹ nhàng địa vuốt ve hồ lô đằng, hồ lô đằng rễ cây, hồ lô lá cây, động tác mười phần nhẹ nhàng. Nếu là hồ lô oa thật xuất sinh, là kêu ta là ông nội gia, vẫn là phụ thân. Hoặc là ca ca. Không khỏi, lục tốn trong đầu xuất hiện một bức tranh, phim hoạt hình bên trong bảy cái hồ lô lay động, không ngừng thân thiết hô hoán lão nhân kia ra ra mà chính mình còn trẻ như vậy hồ lô oa hội gọi mình cái gì hy vọng hồ lô oa có thể biến báo đi gọi ca ca là được nếu là phía sau cái mông đi theo bảy cái con nít cách ăn mặc quái dị con nít kêu ra ra mình hoặc là phụ thân lục tốn bao nhiêu cảm giác có chút quái dị sờ sờ ra mình đã có chút nổi da gà kìm lòng không được rơi xuống a à, có thể thành công hay không còn chưa nhất định đâu nghĩ nhiều như vậy làm gì còn có ba ngày thời gian nói rõ ta có lẽ còn chỉ có ba ngày sinh mệnh nếu là thành công biển rộng mặc cá nhảy nếu là thất bại ba ngày nay thật đúng là phải biết quý trọng chân quý con kiến hôi còn sống tạm bợ huống chi là lục tốn lục tốn cũng muốn hảo hảo sống sót muốn sống được rất lợi hại đặc sắc mà hết thảy này hy vọng ngay tại cái này hồ lô đằng bên trên ừm không đúng, vuốt ve hồ lô lục tốn, bỗng nhiên trên mặt giật mình. Hồ lô lá cây không nên như thế mềm, hẳn là có chút khó giải quyết mới đúng. Lục tốn cảm giác được hồ lô đằng không bình thường, lá cây tại chính mình qua gánh nước thời điểm, còn xanh um tươi tốt, lá cây còn 10 phần tràn đầy, mà lúc này, lá cây lại mệt mỏi không phấn chấn. Có chút rũ cụp lấy. Không thiếu nước à, cũng không phải mặt trời trói trang mùa hè, lá cây tại sao có thể như vậy? chẳng lẽ là đến thời cơ chín mùi thời điểm cũng không đúng a à? liền xem như hồ lô thành thục lá cây cũng không nên dạng này a à? lục tốn tâm lý có chút hốt hoảng tâm lý có loại không rõ dự cảm hồ lô đằng thành cái dạng này rõ ràng là có lão hóa dấu hiệu lão hóa lão hóa thất bại lục tốn đặt mông ngồi dưới đất thân thể có chút như nhũn ra hướng hồ lô đằng bên trên một dựa phẳng phất sức lực toàn thân đều bị rút sạch thất bại thật thất bại ta liền thuyết ta không phải cái kia thượng thiên may mắn thất bại liền mang ý nghĩa lục tốn từ giờ trở đi còn chỉ có không đến ba ngày sinh mệnh ba ngày qua đi liền sẽ bị hệ thống mạt sát lão thiên ta tà tào ngươi ai u lục tốn vừa định chỉ thiên mắng to trọng sinh tới thành làm một cái hoàn khố bại gia tử nhà đã không không thể không đầu nhập vào thân thích lúc này hệ thống xuất hiện nhưng hắn nương hệ thống không góp sức căn bản cũng không có thể cùng mình dung hợp về sau thật vất vả hệ thống cho muốn một cái biện pháp chỉ cần có thể trồng trọt ra hồ lô oa liền có thể cùng mình dung hợp nhưng là bây giờ thất bại từ chán nản đến thất vọng đến có hy vọng lại thất vọng sau đó là thất vọng lại cho hy vọng cuối cùng vẫn là thất vọng người nào có thể trải qua được dạng này nhân sinh lên lên xuống xuống vẫn chỉ là không đến một tháng thời gian bên trong, Lục Tốn từ đầu tới đuôi kinh lịch một lần. Lúc này Lục Tốn không có nổi điên cũng rất không tệ. Vốn còn muốn mắng Thiên Lục Tốn, vừa dựa đến Hồ Lô đằng, lại dựa cái không. Lúc đầu có lớn bằng cánh tay Hồ Lô đằng, liền xem như 10 cái 8 cái tráng hán dựa ở phía trên, Hồ Lô đằng cũng có thể chống đỡ được nhưng là hiện tại, hồ lô đằng phát sinh lệch vị trí, mà lại lục tốn tựa hồ bị thứ gì cấn eo một chút. Lục tốn không lo được đau đớn, vội vàng bò dậy, lúc này lục tốn có ngốc, cũng phát hiện dị thường. Nhìn chăm chú hồ lô đằng lục tốn, chỉ một thoáng nhe răng muốn nớt. Hồ lô đằng bị chém đứt, vừa tay trải qua chính mình một dựa, đã rời qua một bên. Nhưng là đứt gãy chỗ, lại có thể thấy nhất thanh nhị sở là bị nhân man lực chặt đứt chặt đứt mặt phẳng đã có chút phát khô chỉ ít cũng đã có bốn năm tiếng là làm người là có người cố ý khang bá khang bá lục tốn nổi điên giống như một đầu đâm vào lục khang gian phòng la to lục khang liền tại khu nhà nhỏ này bên trong hồ lô đằng bị người chém đứt lục khang hẳn là có thể nghe được nhưng là lục khang gian phòng lục tốn lại dốc sức một cái không căn bản cũng không có bóng người khang bá không tại đi nơi nào lại đi làm cái gì là ai làm lục tốn trong lòng sát ý lẫm nhiên hủy hồ lô chẳng khác nào hủy chính mình chảm hồ lô đằng chẳng khác nào giết chính mình vô luận là ai ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lục tốn hai mắt huyết hồng nhưng là lục tốn não hải mười phân rõ ràng mình tại bắc tương thành là có bất hảo danh tiếng nhưng lại chưa từng có khi nam phách nữ càng không có đắc tội qua người nào tại tôn phủ lục yên càng là dưới lệnh cấm khẩu không được tiết lộ có quan hệ hồ lô sự tình nếu không giết không tha lục yên tuyệt sẽ không làm dạng này sự tình lục yên đối với mình yêu thương lục tốn có thể cảm thụ đi ra chỉ cần mình không làm sằng làm bậy lục yên tuyệt đối với mình về phần này tám cái cháu ngoại rõ ràng lấy lục yên như thiên lôi sai đâu đánh đó càng không khả năng làm trái lục yên lời nói về phần lục khang càng là không thể nào phản bội chính mình từ khi chính mình chán nản lục khang đều tại một mực yên lặng đi theo chính mình một mực không có bất kỳ cái gì lời oán giận trung thành quyết không có thể hoài nghi như vậy cũng chỉ có một khả nghi người tiết nhi lục tốn ngửa mặt lên trời gào to lục tốn chưa bao giờ có như thế muốn giết một người ngươi hỏng ta hy vọng ta tất sát ngươi vô luận sau lưng ngươi có người nào lục tốn nắm quyền đầu xông ra tiểu viện siêu cấp thần ma dược viên hệ thống ta là giáp tài tự dước lấy nhục nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tại tôn phủ hậu đường phi thường náo nhiệt mợ, tuyết nhi theo cháu ngoại, cháu ngoại tuyệt sẽ không để cho nàng chịu khổ, chút điểm này còn mợ yên tâm. Ăn uống linh đình bên trong, ở phía sau đường trên yến tiệc, ngồi tại hạ thủ khách tọa một vị trung niên, đứng lên hướng lục yên mời rượu. Trung niên nhân này nhìn qua đã hơn 40 tuổi, năm sợi sợi dâu theo hắn nói chuyện động tác tung bay phấn khởi, lộ ra rất là tiêu sái trung niên nhân tuy nhiên đã trông có vẻ già hình dáng da thịt lại rất trắng nõn trừ thái dương có chút hoa dâm tướng mạo rất là nho nhã trung niên nhân bưng chén rượu xa xa mà đừng hơi hơi thân người cong lại hơi có vẻ một tia kiêu căng ngô tân a người mợ gần đây thân thể có nhiều khó chịu chén rượu này cậu thay người mợ uống Tại yến hội vị trí đầu não, tác giả Lục Yên cùng trượng phu nàng Tôn Nghị Nhân, chỉ gặp hắn nhìn một chút Lục Yên, trong mắt hơi có chút áy náy, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ, Tôn Nghị Nhân niên kỷ đã không nhỏ, so Lục Yên còn lớn hơn 3 năm tuổi. Lúc này đã không biết đường uống bao nhiêu tử, sắc mặt đỏ hồng, trên mặt đã có tám phần say, một chén rượu này thẳng sặc đến Tôn Nghị Nhân ho khan vài tiếng này, cậu, ngài thực biết khoe khoang. Lúc này cháu ngoại kính mợ tử, đều bị ngài ngăn cản dưới. Mợ đây là xem thường cháu ngoại. Tuyết Nhi tuy nhiên không phải ngài thân sinh, cháu ngoại cũng đã có thê thất. Tuyết Nhi chỉ có thể ủy khuất làm tiểu thiếp. Bất quá ta thành chủ phủ hiện đang mới thôi không có một nam nửa nữ, nếu là Tuyết Nhi sinh hạ lân nhi, đây chính là tương lai Bắc Tương Thành thành chủ, Bắc Tương Thành thành chủ. Cái này dụ hoặc cũng không nhỏ. Trước mắt người này, chính là Bắc Tương Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, Bắc Tương Thành đệ nhất thế lực chủ nhà họ Ngô Ngô Tân, tam hoa cảnh võ đạo cường già. Lục Yên trong mắt có chút phẫn nộ, Ngô Tân từ đầu đến cuối, vẫn luôn muốn khuyên chính mình uống rượu, mà lại lời nói hoàn toàn không có kính ý, hiển thị rõ nhất đại kiêu hùng bản sắc lúc này mặc dù tự xưng cháu ngoại nhưng một mặt kiêu căng lại cầm thành chủ tên tuổi đến tạo áp lực chính mình tiết nhi ngươi có bằng lòng hay không lục yên không có tiếp ngô tân lời nói gốc dạ mà hơi hơi quay đầu chỗ khác trưng cầu tiết nhi ý kiến tiết nhi vẫn luôn ở bên cạnh phục thị tại ngô tân đưa ra muốn nạp tiết nhi vì tiểu thiếp thời điểm tiết nhi rõ ràng thân thể có chút run run mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Lúc này đáp án đã minh, nhưng là Lục Yên vẫn là hỏi ra. Tiết Nhi đi theo Lục Yên đã thời gian 10 năm, bây giờ bất quá chỉ có 15 tuổi, còn có thời gian quý báu. Chỉ cần Tiết Nhi không nguyện ý, Lục Yên cũng có lý do từ chối, tương lai vì Tiết Nhi tìm kiếm một hộ người trong sạch, không cần thiết là giả quang vinh, mà gả cho tranh lệch ba mươi mấy tuổi ngô tân. Kỳ thực Lục Yên trong lòng là không nguyện ý Tiết Nhi gả cho Ngô Tân, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lục Yên không thích Ngô Tân. Cảm giác người này hai mặt, rất là xảo trá, đối xử mọi người rất lợi hại không chân thành. Phu nhân, Tiết Nhi từ Lục Yên sau lưng, đi đến Lục Yên trước người phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, nói chân ngữ cắt thiết nói. Phu nhân về sau bảo trọng, Tiết Nhi không thể tại ngài bên người hầu hạ người thật muốn gả cho hắn lục yên dù là có chuẩn bị tâm lý vẫn còn có chút kinh ngạc tiết nhi không có chút gì do dự cho dù là một giây đồng hồ do dự đều không có trực tiếp đáp ứng tiết nhi thân thể hơi hơi lắc một cái quỳ dạp trên đất thật lâu không nói mợ ngài đây là ý gì là xem thường cháu ngoại vẫn là coi là cháu ngoại không xứng với tiết nhi Ngô Tân nhìn thấy Tiết Nhi phản ứng, được nghe lại Lục Yên tra hỏi, đã có chút không kiên nhẫn. Không biết có phải hay không uống nhiều, vẫn là đã có lửa giận, đằng một tiếng đứng lên, hai mắt nhắm lại, trong mắt lạnh lóng lánh. Lục Yên không sợ hãi chút nào, hai mắt cùng Ngô Tân đối mặt cùng một chỗ. Ngô Tân là Bắc Tương Thành thành chủ, dù là Ngô Tân có một chút cung kính, Lục Yên cũng sẽ không như thế đối đãi ta thất tỷ không có ý gì, tiết nhi không thể gả cho ngươi. Ở đây mặt có chút rằng có thời điểm, lục tốn xảy bước đi tới, hai mắt không có vật khác, sau khi đi vào liền gắt gao nhìn chằm chằm quỳ dạp trên đất tiết nhi, sát ý lẫm liệt. Bởi vì, ta hôm nay muốn giết nàng, làm cằn, im ngay, hai tiếng hét lớn trong phòng vang lên. Trong đó một đường là lục yên, một cái khác đường là ngô tân lục tốn thu hồi ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút lục yên trong mắt có chút áy náy chậm rãi liếc nhìn trong phòng một tuần chính mình tỷ phu tôn nghị nhân đã nửa ngủ nửa tỉnh mắt say lờ đờ mê ly tám cái cháu ngoại càng là không chịu nổi đã nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o trong phòng trừ lục yên tuyết nhi còn có ngô tân bên ngoài không có một cái nào là thanh tỉnh ánh mắt sau cùng rơi vào ngô tân trên thân lục tốn có chút khinh thường A châu già gặm cỏ non a chật chật ngô lương vẫn tốt chứ ngô lương chính là ngô tân chất tử hướng dẫn lục tốn ăn chơi đàng điếm say mê đánh bạc kẻ cầm đầu trước kia lục tốn ra đời không sâu rất dễ dàng tin tưởng người khác căn bản cũng không có ý thức được cái này căn bản là một trận âm mưu từ khi xuyên qua tới từ đạt được trong trí nhớ lục tốn phát hiện cỗ thân thể này tiền nhiệm tại lục lão viên ngoại còn khỏe mạnh thời điểm tuy nhiên bất tranh khí nhưng cũng là một cái người có trách nhiệm một người coi như biến hóa lại nhanh cũng không có khả năng biến thành một người điên ăn chơi đàng điếm không có chút nào thu liễm sau cùng còn đem tất cả mọi thứ thua cái này căn bản liền nói không thông tại trong trí nhớ lục tốn lần thứ nhất đạp vào tú chu các nhà lầu cũng là tại vô lương chỉ huy dưới mới đi nếu như đây thật là một trận âm mưu, là đi qua thiết kế tỉ mỉ bảy dập, phía sau tuyệt không dừng chỉ có Ngô Lương một người. Lục Gia ngã xuống được lợi lớn nhất cũng là thành chủ phủ. Lục phủ là làm ăn, thành chủ phủ cũng có rất nhiều sinh ý, muốn nhờ tại Lục Gia, chỉ có khống chế Lục Gia, thành chủ phủ tài có thể khống chế sinh ý con đường. Từ đó để thành chủ phủ lại bên trên một bậc thang một cái phá của đồ chơi về sau thiếu tìm cháu ta ngô tân đại nộ lục tốn bối phận là cao dựa theo tôn phủ bên trong hàng bối phận chính mình còn muốn gọi lục tốn một tiếng cậu làm bắc tương thành thành chủ khả năng hạ mình mà lại lục tốn càng là thẳng thắn địa nói mình lão nghiêu ăn bên trong cỏ có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục vô lương là con của ngươi đi về sau nhiều tích tích đức, đừng cho chính mình hậu thế tử tôn chết thảm ở Tú Chu các bảo đảm ngươi con cháu đầy đàn. Lục Tốn căn bản cũng không ăn Ngô Tân này một bộ, muốn là mình bại quang nhà cùng Ngô Lương có quan hệ, về sau bút chướng này sớm muộn có thể coi là sớm đắc tội Ngô Tân cùng muộn đắc tội Ngô Tân đã không có khác nhau. Phốc phốc Lục Yên nhịn không được cười ra tiếng, đây là cái gì hỗn trướng lời nói, để cho mình con cái đời sau khác chết thảm ở Tú Chu Các, đây không phải trong bóng tối tại châm chọc Ngô Tân chơi gái, kỹ sao? Ngô Tân luôn mồm thuyết chính mình không có một nam nửa nữ, nếu là thật ít đi Tú Chu Các, có lẽ thật có hậu đại cũng khó nói. Chờ chút, Lục Tốn thuyết Ngô Lương là Ngô Tân nhi tử, cái này sao có thể Bất quá hơi tưởng tượng, 17 năm trước này một trận truyền ngôn, Lục Yên có chút thoải mái. Người muốn chết, Lục Tốn, không muốn tự dước lấy nhục nhà. Ngô Tân đầy mặt đỏ bừng, trong mắt lửa giận bốc lên, nhàn nhạt sát ý, từ Ngô Tân thân thể bên trên tán phát. Ta tìm không muốn chết, đó là chính ta sự tình, bất quá hôm nay, người tình nhân cũ sẽ chết không nhìn thẳng ngô tân lục tốn bước nhanh đi đến tuyết nhi trước người chém đứt hồ lô đằng có phải hay không là ngươi lục tốn ngươi không muốn vu người tốt ta một mực đều ở nơi này bồi tiếp phu nhân một bước cũng chưa từng rời đi tại sao có thể có cơ hội đi chém đứt hồ lô đằng nói cho ngươi lục tốn hiện tại lên ta thế nhưng là thành chủ phủ người ngươi muốn thả tôn trọng chút không muốn tự rước lấy nhục nhà Tiết Nhi đứng dậy, thần thái tự nhiên, đã không có phẫn nộ, cũng không có bối rối. Ngược lại một mặt kiêu căng, cùng cao cao tại thượng. Ha ha, mặc cho ngươi thuyết thiên hoa loạn trị, hồ lô đằng người biết chuyện cũng chỉ có nhiều người như vậy, ta cháu ngoại cùng tỷ tỷ, còn có ta này trung hậu lão bộc tuyệt sẽ không làm hại chuyện của ta trừ ngươi, tuyệt sẽ không có người khác, ta từng nói qua, hồ lô đằng chính là ta mệnh căn tử, bây giờ ngươi chặt đứt hồ lô đằng, chẳng khác nào giết ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lục tốn toàn thân sát khí lượn lờ, oán hận, phẫn nộ, bất lực cùng bi ai, để lục tốn giờ khác này cũng nhịn không được nữa, mất lý trí. Người đi chết đi, lục tốn mở bàn tay, nhanh chóng hướng tuyết nhi cổ bóp qua lục tốn muốn tự tay giết chết tiết nhi muốn hắn thống khổ chết đi hồ lô đằng đã đoạn nhiệm vụ thất bại lục tốn còn chỉ có ba ngày sinh mệnh lục tốn đã đem tất cả mọi thứ bỏ đi đã chết sớm chết muộn đều là một cái tử như vậy ta cừu nhân tại ta sống thời điểm trước hết ta mà chết lục tốn ngươi thật sự là thật can đảm nhi lục tốn điên cuồng để lục yên có chút giật mình để ngô tân có chút chấn động nộ bất quá, tại bọn họ vừa mới có hành động thời điểm, đứng ở nơi đó tuyết nhi, thiếu vươn tay, trắng nõn thủ trường, hơi hơi hiện ra ngọc sắc quang mang, hung hăng đập vào sông lại lục tốn ở ngực. Phanh, két, một tiếng vang nhỏ, mang theo cốt cách tiếng vỡ vụn âm, lục tốn so sông lên còn rất nhanh bay ngược mà ra. Lục tốn đầy mắt không tin, hắn, lại bị một cái tiểu nữ hài, nhất trưởng đánh bay. Lục tốn, người đây là tự dước lấy nhục, chẳng trách người khác. Tiết Nhi hoàn toàn không có dĩ vãng nhún nhường dễ bảo, một loại cao cao tại thượng, giống như cửu thiên phượng hoàng một dạng cao ngạo địa đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khinh thường.